Chào quý cô chú anh chị, hôm nay tối giờ nhật Cần Thơ em sẽ sale ví nha. Đã rất lâu rồi em Nhung mới có thể quay lại để gặp mặt với cô chú anh chị, cũng như là có thể có giọng nói quen thuộc gửi đến với cô chú anh chị những cái mã sản phẩm. Trong video ngày hôm nay để chào mừng quay trở lại, em sẽ có mã hàng sale toàn bộ những cái ví bên em. Và thông báo với quý cô chú anh chị là đầu tuần sau em sẽ về bộc lộ rất là nhiều, độc lạ có, da thật có, túi dù thì chắc chắn là phải có rồi, ví em về rất là nhiều. Và thêm hình như là em có những cái mã khăn lụa loại to 60-90 gì đó cho quý cô chú anh chị, các cô, các chị mà mình có thể gọi làm đi tiệc được nè, mình hoàn cổ được nè, hay là mình có thể sử dụng để móc vào trong những cái túi sách để tạo điểm nhấn cho cái túi của mình ha. Khăn em có nè, mắt kiếng em cũng có luôn. Nói chung là đầu tuần sau thì về rất là nhiều, và tiếp tục ông chủ em cũng sẽ gửi đến với cô chú anh chị những mặt hàng mới. Riêng em thì ngày hôm nay em sẽ sale ví, toàn bộ những cái mã ví ngày hôm nay sẽ là hết, gom hết trong kho, có bao nhiêu ví em sale hết và mức giá khá là hấp dẫn. Quý cô chú anh chị mình mua vui lòng mua một cặp giùm em, một cặp thì giá là 100.000 và em sẽ có thu phí ship trên toàn bộ cái tổng đơn hàng của mình là 30k. Có nghĩa mình mua cả chừng một chục cái ví cũng chỉ có tốn 30.000 tiền ship thôi nha quý cô chú anh chị nha. Em sẽ bán theo cặp thôi, không có bán lẻ. Và toàn bộ ví ngày hôm nay có ví dù, ví vải, ví không phải da, ví da thật, nói chung là có những cái mã hàng hiệu. Thì quý cô chú anh chị ai mua trước thì được trước nha. Em sẽ bán một cặp là 100.000, phí ship toàn bộ các đơn hàng là 30k. Hay một cái siêu phẩm trước đi. Lâu rồi em Nhung mới quay trở lại và cũng như là có thể sale cho quý cô chú anh chị nha. Dạo này thì ông chủ em toàn bộ ổng lên những cái mã hàng gọi là mới độc lạ cho quý cô chú anh chị mình lựa, và chắc chắn là tuần sau mình sẽ có thể săn được những mã hàng mới nha. Vui lòng thì đối với cái sản phẩm trong video ngày hôm nay, vui lòng không kiểm hàng, không đổi xả, không giữ hàng nha. Bên em và nhận chuyển khoản trước, bên em đi đơn 100.000 hai chiếc ví, có nghĩa là một chiếc 50.000 thôi. Với cô chú anh chị mình cứ tự do thoải mái mình lựa chọn ha. Một cái em ví da là da thời trang và có cái quả tiết vải cổ điển, trời ơi nó đẹp. Ví này dạng ví dài, thì đối với ví mình có hai mã thôi. Một là ví dài thì như em đang cầm này nè, thì có thể đựng vừa điện thoại cũng như là mình để tiền mà tiền thẳng luôn, không cần phải cong góc hay là gì đó, tiền mới hay gì đó mình cứ để vào trong đây ha. Và cái dạng thứ hai là ví gấp, ví gấp giống như là dạng ví này nè quý cô chú anh chị, mình có thể đựng thẻ hoặc là tiền mà mình có thể gấp lại dạng vậy ha. Đó, dạng vậy thì chỉ là đựng tiền thôi. Nói chung là hai mã ví em khỏi cần phải đo nha quý cô chú anh chị ha. Em này thì có khá là nhiều ngăn, bên trong còn những cái thẻ cứng luôn, như chưa xài luôn á quý cô chú anh chị. Mình vui lòng mình lên mã số giúp em. Ở đây nó có một cái ngăn, ngăn này còn siêu luôn. Trời, chiếc ví như thế này còn giá còn rẻ hơn chiếc ví mua mới ở ngoài chợ nữa ha. Lên giúp em mã là 7996, một cái siêu phẩm đầu video, 100.000 hai cái chiếc ví, 7996. Em lên mã và em lên rất là nhanh, cũng như những cái sản phẩm ngày hôm nay là gọi là tổng xả kho nha quý cô chú anh chị. Chiếc ví da thật luôn, mà màu gọi là rá, khá là đặc trưng. Cái con chó này hiểu rất là quen. Màu này là gọi là màu hồng, chị nào mà thích màu hồng thì mình phải lấy ngay hàng của Paris. Trời ơi, chiếc này mà em lại sale có 50 ngàn. Tại vì trong kho nó có bao nhiêu thì hôm nay em tổng xả kho hết nè. Cái chị mình mua ngày hôm nay video rất là ngợi nha. Quá trời đẹp luôn, đựng vừa điện thoại. Ví này thì mình chắc chắn là đựng quá trời nhiều ngăn luôn nha quý cô chú anh chị. Ngăn đựng thẻ nhiều lắm. Mã giúp em là 7992. 7992. Chị nào mà coi cái video này trước tiên thì lấy những cái mã sản phẩm này là quá ngợi rồi. 7992. Em có một em Nino Rossi của, ủa không phải, Italy, Roberta, chữ R đến đâu Nino Rossi chứ. Roberta Camarillo của Italy ha, chữ R, ví này ví đựng thẻ. Lên giúp em mã là 8021, 8021 bên trong là lót và lót phun sơn nhưng mà còn khá là mới, 8021 giúp em nha. Đây cũng là em đó luôn, Roberta luôn. Nhưng mà cái mã này á vui lắm, mình treo túi, treo xe gì đó cũng được ha, mình chỉ cần dán như thế này thôi. Đó, hàng của Italy. Màu sắc đẹp nha quý cô chú anh chị. Lên giúp em mã là 6839, 6839. Cái này là mình đi đâu mình cũng vừa điện thoại với tiền dài. Em này thì của thường là cái ví này nó sẽ đi kèm với cái túi khác nè. Còn riêng đây thì em sẽ bán từ chiếc thôi. Lên giúp em mã là 4862. 4862 mình đựng thẻ, đựng tiền gì đó kéo lại ha, móc vào trong túi khác. 4862. Hàng La Trust. Em có một em đựng thẻ. Em này thì ở trên đây cái đường quyền là da thời trang ha. Nó có hơi bị sứt, tuy nhiên thì với mức giá này mình yên tâm, có thẻ cứng bên trong mới tinh tươm. Lên giúp em mã là đen thẻ. Mã đen thẻ giúp em nha. Một em cốt màu tím, màu tím khoai môn. Em này độ mới tầm khoảng 80% thôi. Bên trong thì quá trời mới luôn, có ngăn thì chắc chắn là không vừa điện thoại.
có ngăn đựng thẻ đựng tiền gì đó khá là nhiều ha, bên ngoài là vải phối với da hàng của Costco của Mỹ nha quý cô chú anh chị. Lên giúp em mã là 7798, 7798. Chắc trong cái ngày hôm nay và ngày mai cuối tuần thì em sẽ sale rất là nhiều đó. Mình cứ theo dõi túi da nhật Cần Thơ ha. Lại một em màu tím nữa, ví này là đựng thẻ đựng tiền giúp em ha, còn thẻ cứng luôn. Bên trong lót vải đây, ngăn này đựng thẻ nè, mình dán lại ha. Màu tím để vào trong túi khác rất là gọn nhẹ. Lên giúp em mã là 7882, 7882, 100.000 hai cái ví, và vui lòng trả 30.000 tiền ship trên toàn bộ đơn hàng giúp em. Em chỉ còn có nhiêu đây ví nữa là em hết á, tuần sau em sẽ về hàng mới. Một em mình có thể đựng passport, đựng thẻ, đựng đựng này là đựng làm một cái cuốn sổ cũng được. Mình ra ngoài nhà sách á, mình mua những cái gọi là cái miếng. Rồi em tiếp một cái chiếc ví mà gọi là khá là nhiều màu sắc nha quý cô chú anh chị. Đây là cái chất nhung. Bên trong quá nhiều ngăn luôn, lót là lót da giúp em nè. Phần kim loại ở đây em là màu vàng nha quý cô chú anh chị ha. Bên trong lót là lót vải. Hàng này là made in Italy thì phải á. Ở đây em thấy nó có ghi là made in Italy nha quý cô chú anh chị. Bên trong lót là lót da luôn nè. Lót da phối với lót vải, mã giúp em là 8386. Bên ngoài là cái chất nhung còn khá là đẹp, lại phối màu ba màu sắc như thế này. Em có một cái em màu màu hồng. Da là da thời trang nha quý cô chú anh chị, mà hạt này nó đính chưa, giống như chiếc này là chưa có xài luôn á. Màu hồng quá trời đẹp luôn, chị nào mà thích màu hồng thì mình lấy ngay chiếc này. Bên trong lót là lót vải, độ mới cao. Lên giúp em mã là 6439, 6439 các chị phải lấy nha. Em này em phải bỏ vô trong bọc mới được, quá trời mới, chưa xài luôn á. Em có một cái chiếc hàng hiệu Miu Miu, thùng Miu Miu về là giá nó khá là ngợi cũng như là độ mới không cao nha. Chiếc này độ mới tầm khoảng 70%, nhưng mà hàng của Italy cầm lên rất là nặng tay luôn. Ở ngoài là chất da thật giúp em. Bên trong lót là lót da nè. Bên trong da phối với vải. Ôi nó mới. Kim loại đây là kim loại vàng luôn. Bên trong chỗ này thì nó sẽ là lót da luôn nha quý cô chú anh chị. Miu Miu hàng của Italy á, thường mình sẽ thấy những cái thương hiệu khá là nổi tiếng nè. Lên giúp em mã là 8403, 8403. 8403 giúp em. Đây Miu Miu nha. Nặng kịch luôn. 8403 mà màu hồng lại là màu hồng cam. Em có một em bên trong đây là chắc là chất da thời trang nè, mà nó phối màu dập nổi màu rất là dạ quang. Bên trong lót là lót vải giúp em nha. Chiếc này là 7871, 7871. Trong video ngày hôm nay em lấy toàn bộ những cái chiếc ví trong kho có sẵn và em sẽ sale hết luôn với mức giá là 100.000 hai chiếc. Toàn bộ tất cả những cái đơn hàng giúp em là 30.000 tiền ship nha. Mua bao nhiêu cũng 30.000 tiền ship. Trời ơi, một chiếc da này là dập vân trà điểu mà độ mới quá trời cao luôn à. Các chị mình phải lấy ngay chiếc này thôi, quá chị nhiều ngăn đựng thẻ. Đây là tiền dài, lót là lót vải nha, độ mới cao. Em này thì phần kim loại cũng như là phần da khá là mới đẹp nè. Các chị mình phải tranh thủ mà mình hốt chiếc này thôi. Bên trong lót này lót da luôn, chiếc này quá đẹp nha. Mã là 8437, 8437 hôm nay em lấy em sale hết luôn á. 8437. Rồi một chiếc ví vải. Quý cô chú anh chị mình sẽ thấy là ví dài là vừa điện thoại giúp em ha. Bên trong lót mới tinh tươm, quá nhiều ngăn. Vừa điện thoại, tiền dài gì đó, ví ngắn mình cứ thể để vô. Mã là 7865, 7865 giúp em. 7865. Không phải lúc nào mình cũng có cái video sale cực sốc như thế này các anh chị. Mình tranh thủ hàng của Nina Lucy, chất hình vát phối với bên trong lót vải nha. Quá trời nhiều ngăn, mình đựng cả thế giới giúp em luôn đi. Rồi đây nó có cái charm dập Nina Lucy luôn ha. Lên giúp em mã là 7271, 7271 giúp em nha các chị nha. 7271. Một em thì của Anasui, thương hiệu của Nhật. Trời ơi, chiếc này nó mới đính hạt. Kim loại màu trắng giúp em. Bên trong đều dập bộ nhận dạng thương hiệu Anasui. Lót là bông hoa sặc sỡ gì giúp cho các chị mình tạo sự nữ tính á. Quá trời nhiều ngăn, khi mình mở bung ra như thế này thì ngăn đựng thẻ nè, tiền rồi mình để như đây ha. Độ mới của em này quá trời cao, và gọi là hàng thương hiệu của Nhật Anasui thì mình biết rồi. Nó đựng cả thế giới cho em luôn. Màu lại là màu đỏ. Lên giúp em mã 8448. Sắp tới Noel rồi các chị, Noel Tết cái gì đó mình cầm chiếc này kèm theo một cái chiếc túi màu đỏ và bộ đầm màu đỏ là quá quá hot. Đỏ chét luôn. Em có một cái em gọi là móc khóa. Đây. Da thật toàn bộ hết, bên em da thật toàn bộ luôn, bên trong là lót da luôn. Những cái móc khóa này còn y nguyên ha, và độ mới cao, chưa bị oxy hóa gì đó. Mình kèm theo một cái chỗ để mình móc vào trong cái túi khác nha các chị nha. Rồi em này mã gì đây? Ủa không thấy mã ta. Đây. Lên giúp em mã là 7470 nha các chị các anh ơi. 7470. 7470 giúp em. 7470. Đó, đẹp chưa? 7470.
một em túi vải thôi, em bán một cặp này luôn đi. Đó, một cặp vải như thế này chỉ có 50.000 thôi ha, mình đựng gì đó đựng. Lên giúp em một mã số đó là 7498. 7498 là hai sản phẩm này có 50.000 nha. 7498, 7498 em để một cặp như thế này, nhớ nhắc em là bán theo cặp. Một cặp vậy nó rất là rẻ nha. Rồi em này mình móc vào trong túi khác, mình có thể đựng giấy tờ tùy thân hay gì đó ở trong cái ngăn này. Lên giúp em mã là 7501. 7501 đựng thẻ các chị, mình treo như thế này nha. 7501, 7501. Còn cái chiếc này em không biết là để làm gì luôn, có nghĩa là mình chắc là mình để vào trong túi khác, mình đựng thẻ đựng tiền cho nó gọn nè. Đó, bên trong lót và lót vải. Lên giúp em mã là 8039, 8039. Đó. Cái này em nghĩ là chắc là cái túi kèm theo đựng mỹ phẩm hay gì nè. Một chiếc da lộn mà mình có thể xách như thế này luôn nha các chị ha, độ mới tầm khoảng 75% thôi, nhưng mà nó là cái chất gọi là chất da lộn. Bên trong lót và lót vải có ngăn đựng thẻ đựng tiền gì đó, ok hết giúp em. Mã số là 7851, 7851. Hôm nay trong video ngày hôm nay sẽ là dây nó còn mới tương tương. Hai sản phẩm sẽ là 150.000, vui 100.000, hai sản phẩm là 100.000 và vui lòng trả 30.000 tiền ship giùm em. Cái em này là da thật da keo của Nhật nha, và màu xanh là xanh xanh lính á, xanh riêu á. Rồi bên trong lót là lót da. Em này là da phun sơn, tuy nhiên da phun sơn vẫn còn đẹp, nó vẫn còn khô. Mã 8383, 8383 giúp em. Hàng của Takeo của Nhật, 8383. Một em ví lép, nam nữ đều sử dụng được nha các chị các anh ha. Đây, mình quá trời nhiều ăn thẻ cứng luôn. Đựng tiền, đựng điện thoại, đựng gì đó. Bên trong lót vải phối với lót da. Các chị các anh mình lấy giúp em mã là 7438, 7438 giúp em. 7438 nha. Em này là chắc là mình đựng bắt bo dừa, thấy to to ha. Đựng tiền, điện thoại, bắt bo gì đó. Các chị mình cứ lấy thoải mái, tại vì những cái mã này em cũng gọi là xả kho thôi, chứ toàn bộ là da thật, còn nếu không phải da thật em sẽ báo nha. Trời ơi, chiếc này mình đựng gì đi, lạ quá, còn siêu luôn. Bên trong mã là 8042, 8042 giúp em. Này mình đựng cái cuốn sổ hả ta? 8042. Màu xanh. Em này mình đựng thẻ cũng như cái giấy tờ tùy thân ha. Bên trong lót và lót vải nè, kéo lại vậy. Đây là lót, đây là da thật nha các chị các anh ha. Mã giúp em là 8367, 8367, 8367 giúp em. 8367. Một em ví cốt vải phối với da, ở đây độ mới tầm 75% thôi. Bên trong có quá là nhiều ngăn mà bên trong lót rất là mới nha. Thẻ nè, quá trời nhiều ngăn đựng thẻ nha các chị nha. Rồi bây giờ mình sẽ có một cái ngăn có khóa kéo như thế này. Vậy là cái thẻ của em nó nằm ở đâu? Đây. Lên giúp em mã số là 7793, 7793 nha các chị, 7793. Chỉ có một em bao mít màu xanh. Kim loại màu trắng như thế này, bên trong lót và lót vải nha, hàng bao mít mà gấp gọn. Mình mở đâu ra như thế này ha. Ngăn này là đựng tiền dài nè. Đó. Lên giúp em mã số là 8399, 8399, 8399 giúp em nha. Màu xanh, da là da thật toàn bộ hết luôn. Đó, 8399 nha, bao mít. Một em của vải của Nhật. Trời ơi, nó mới nè. Kẻ sọc như thế này ha, chất cổ điển ha, có gọi là thổ cẩm ha. Mã giúp em là 7550, 7550 thổ cẩm. Chị nào mà thích thổ cẩm lấy, bên trong rất là mới, 7550. Em có một em của em Agin. Agin này rất là chắc tay luôn. Đây là da thật toàn bộ giúp em ha. Trời ơi, nó đây nó có đính hạt trân châu. Đây, Agin. Bên trong lót và lót vải sạch đẹp nha các chị các anh nha. Quá nhiều ngăn đựng tiền, điện thoại, ví nhỏ nhỏ. Ok, mã 7769, 7769 giúp em. Trong video thì hai sản phẩm là 100.000 và toàn bộ là phí ship 30.000 giúp em ha. Mua bao nhiêu cũng phí ship 30. Nhà mình có bé bé gái, mình lấy ngay cái mã ví như thế này ha, về cho bé đựng bút viết, đựng gì đó cũng được nha. Và độ mới khá là ok. Tuy nhiên thì bên đây sẽ là da thời trang thôi chứ không phải da thiệt đâu. Ủa vậy thẻ của em đâu ta? Đây. Mã số của em hoạt hình này đó là 8372. Mua về tặng cho các bé là các bé mừng lắm luôn á. Đẹp quá. Dạng hoạt hình luôn, mấy bé gái ha, rất là thích. Một em họa tiết hình trái tim, hàng của
Nhật á, Samatthabhassa. Đây nó có dính màu hơi tối tối tí xíu. Nhưng mà cái màu này là màu cà phê sữa. Bên trong lốt vải sạch đẹp hết giúp em. Mã là 8007. 8007 các chị, mình còn mua ví để hai chuẩn bị tết Tết nè, mình có thể lựa ha. Hôm nay em bán giá gọi là giá ngợi một cái em màu cam. Đựng thẻ, đựng tiền gì đó giúp em, bên trong lót da, ở ngoài là da thời trang. Mã là 7433. 7433. Màu em dập da đà điểu mới tinh tươm. Đựng cái này là phù hợp để đựng gọi là gì ta, đựng mỹ phẩm hả? Đẹp quá. Lên giúp em mã số em này là 8409. 8409 mình gài lại thì gài làm sao? 8409 à làm sao ta? Cái này gài lại sao? À gài gì là tự động nó sẽ chắc rồi các chị. Đây, một cái ví dài hàng của Binsky gì nè. Ồ, hình trái tim đẹp quá. Bên trong Binsky Sport. Bên trong lót vải sạch đẹp hết nha, rất là mới luôn, chỉ cần một cái hộp luôn là giống như hàng mới tặng được. Mã là 7777, tứ quý 7 giúp em. Ôi đây, chỉ cần một cái hộp là có thể tặng. Hình trái tim, quả tiết trái tim như vậy giúp em ha. Em này thì mình mua về mình cho bé đựng bút viết thẻ gì đó, mình đi đi đâu ha, treo lên trên túi ha, đựng số điện thoại của cha mẹ hay là giấy tờ tùy thân gì đó. Mã giúp em là 8027, chất vải nha, có thể treo vào trong túi khác, trời dễ thương quá. 8027 Givenchy nè, Givenchy nha các chị ha. Nhưng mà cái Givenchy này hình như em nhớ nó có lỗi. Đây bên trong lót da nhưng mà nó hơi sần sần gì đó. Đây kim loại vàng ươm. Đây bên trong này nó có lỗi nha. Chứ Givenchy rất là đẹp có lỗi. Thôi cái này em tặng đi. Lên giúp em. Mình mua một cái đơn gồm 4 ví thì em tặng chiếc này ha. Mã 837. Thôi lên giúp em mã tặng đi. Tặng tặng G đi. Mã tặng G cho em biết cái mã ghi bình chi. Em tặng 0 đồng cho các chị mình mua 4 chiếc ví ha. 4 chiếc ví có 200 ngàn, được tặng thêm chiếc nữa. Em này thì hàng của Nhật, Samatthabhassa, màu đỏ. Nó có hình trái tim như thế này. Nội trái tim này không là cũng đáng giá ha. Thương hiệu khá là nổi tiếng. Bên trong lót và lót vải màu đỏ cam. Chuẩn bị Tết, Noel gì đó. Lên với bề mặt 8426. 8426 nha các chị ha. Ví nam hôm nay chắc ít nè. Chủ yếu là ví nữ nè. Có các anh mình có thể lựa những cái mã ví lép á. Đây, mà da phối với bên trong lót vải mà cái này da rất là chất luôn nha, màu là màu xanh than. Lên với em mã là 8001, 8001 nha các chị các anh ha. Mã này thì các anh mình sử dụng được. Màu xanh ví dài, dạ, ví dài mà các anh mình có thể sử dụng nè. Em này á thì cũng là màu xanh than nhưng mà da là da thời trang nha. Mới tinh tươm chưa xài còn đầy đủ những cái siêu rồi thẻ cạc gì đó vân vân. Lên giúp em mã là 8436, 8436 nam nữ đều sử dụng được. Da thời trang rất mới nhưng chưa xài đó các chị. Cái hộp này là cái gì ta? Còn thẻ cứng gì đó quá nhiều. Là gì vậy? Trời. Thôi chiếc này em phải quay nhanh thôi. Wow. Lên giúp em mã là 8449, em khỏi cần phải nói nhiều, thấy vậy là biết rồi ha. Các chị các anh ha, mình cứ tranh thủ rồi. Cái đó gọi là khỏi cần phải giới thiệu. Một cái em da vân xước nhưng mà da thời trang thôi các chị các anh, mình sử dụng mình đựng giấy tờ tùy thân hay gì đó, mình đi đâu mình gọn gàng vô trong một cái túi như thế này ha. Mã 8392, độ mới cao ở ngoài vân xước nè, rất mới. Anh chị nào mà mình thích da thật á là mình lấy những cái mã như thế này chất da nè. Quá trời da luôn đó, bên trong da mà nó lên nước luôn á. Những cái anh này mới gọi là anh chị nào mà săn da thì phải lấy ngay những anh này thôi. Cái này là trong ngoài đều là da thật toàn bộ hết nha, càng lên nước càng đẹp. Mãi giúp em 7800, 7800 tuần sau em về hàng mới rất là nhiều. Rồi chiếc này thì ví lép nam nữ đều sử dụng được, màu màu bò, bên trong lót là lót da luôn, hàng made in Italy, chỗ Italy bán 50 nghìn. Mã 8440, 8440 hôm nay gọi là sale sale đi Bình Dương luôn. Em có chiếc ví lép màu đen của Kenzo, Kenzo Italy ha. Của Kenzo này là của Nhật thì phải, Kenzo của Nhật nha các chị các anh ha. Quá trời nhiều ngăn ngừng thẻ. Mã giúp em là Kenzo này, mã số hồ ô chất da nè, nó đẹp, nó gọi là da hạt luôn á. Mã 8432, 8432 Kenzo của Nhật, 8432. Em này thì là da thời trang nhưng mà rất mới, mà kiểu dáng bì thư giống như một cái dạng cà lết luôn á, to nè.
Mình được gì bên trong cũng được nha các chị ha. Lên giúp em mã số bên trong lót vải nha, rất là mới, mã 8446. Đó, mình đi tiệc hay gì đó nha, rất mới luôn, cầm phối với một cái chiếc đầm đại học. Em này ví lép của Givenchy. Givenchy bên trong lót vải. Lên giúp em mã số của em Givenchy này là 8445. 8445 màu màu đỏ rượu vang, 8445. Một em ví gấp gọn, da gọi là da cực chất, anh nào mà thích da thì lấy cái mã này nha, bên trong lót và lót vải. À, hàng bao mít a hồi da rất là đẹp ha. Đó, bao mít giúp em. Mã số là 8398. 8398 hàng của Spalmist, yên tâm về chất da nha các chị các anh ha. Thường á, da thì mình có thấy á, là thứ nhất là bao Smith, thứ hai là Cod, thứ ba là những cái mã riêng về da như là Argin nè, hay là Monsac ha. Những cái mã đó thì mình cứ yên tâm về mặt chất da, chỉ cần lựa kiểu dáng thôi. Anh này là Tresady thương hiệu của Ý, da này là giống như mềm như da em bé, da bê, người ta gọi là da bê á. Bên trong quá nhiều ngăn ha. Rồi, Tresady ha, thương hiệu hình con gõ kiến. Mã giúp em là 7436. 7436 hình con gõ kiến này là mình biết cái thương hiệu Italy, thương hiệu Tresady. Một em da thời trang nhưng mà hàng của Mary Wear gì nè ha, mình làm cả lớp cầm tay như thế này, đựng gì bên trong cũng được nha các chị nha. Lên giúp em mã số, cái màu này là màu hồng phối với màu đỏ rượu vang, màu đỏ đô á, mã là 7829. 7829 giúp em. Đây, 7829 ha. Em sale hết toàn bộ những cái gì trong kho thì em sẽ lấy hết em sale. Tại vì từng sale em về hàng mới. Đúng chất hàng si nè, nó của chú anh chị mình nhìn cái chất si của cái khoen khóa như thế này là nó có nghĩa là nó đã bị oxy hóa và nó gọi là si như thế này luôn á, mà mốt nó cứ về nó không có bị oxy hóa gì nữa đâu, mình treo vào trong túi khác ha. Hàng chất da quá trời mới, không phải mới mà lại quá chất. Đây, thương hiệu bộ nhận dạng thương hiệu. Nhiều ngăn ha. Em này thì ngăn đựng thẻ khá là nhiều, có ngăn đựng tiền mà gọi là bí mật nữa nè. Lên giúp em mã số là 8054 các anh chị mình lấy chiếc này đi. Da chắc lắm, đúng chất hàng si đó. À, em có một em màu đỏ tiếp tục nữa này ha, da vân xước, da thật vân xước luôn, hàng của Spalmit, chất da yên tâm. Em này độ mới cao nè ha, bên trong lót là lót vải. À, lên giúp em mã là 8417. 8417 chuẩn bị về hàng mới cho nên em có mức giá như thế này nha các chị ha. Mình đừng có hỏi là tại sao bình thường bán 200 mấy bây giờ là 50, tại vì bình thường là hàng mới về, còn bây giờ là em đang sale lỗ. Tùy theo từng thời điểm mà gọi là mình sale lỗ luôn á. Để em xoay dòng, thường á là em rất là thích gọi đó là săn hàng mới cho quý cô chú anh chị. Thì tất nhiên là mình mua hàng thì giống như mình cũng là người bán hàng á, mình sẽ thấy thích hàng mới, xoay vòng gọi là thích cái sự săn hàng đó quý cô chú anh chị. Độc lạ chỉ có duy nhất một cái mã sản phẩm như thế này thôi, và gọi là mình phải có cái thương hiệu là săn, gọi là cái thú vui săn hàng si đó quý cô chú anh chị ha. Chỉ có những anh chị cô chú mà thích săn hàng si mới biết thế nào là thú vui săn hàng si. Lên giúp em mã là 8364. 8364 à. Còn em thì em cũng y hệt vậy luôn, em bán hàng si cho nên em rất là thích săn hàng si. Và săn hàng si thì phải là săn độc lạ và xoay vòng, không thể nào mà cứ bán hoài một cái sản phẩm như thế này. Cho nên quý cô chú anh chị mình thấy túi da Nhật Cần Thơ ấy, em lên rất là nhiều mã hàng về mặt da. Ví dụ như túi da, giày da, ví da, rồi những cái phụ kiện đến từ Nhật, mà gọi là săn hàng luôn luôn là độc lạ mới ha. Quý cô chú anh chị bữa nay mình thấy vậy đó. Chứ bữa sau em sẽ lên ví nữa, nhưng mà sẽ là ví khác, nó không có giống vậy đâu. Đây, nói nhiều quá, đây là ví lép nè. Logo nè hả. Đó, trời ơi, Burberry của em. Mã là 8420. 8420, thôi em qua nhanh. Chiếc này là gặp chú Đại Ngãi là chú hốt liền rồi. Là Burberry đó. Một em gọi là Clutch luôn. Da thời trang, không da thật, dập vân. Dập vân tiểu ha, bên trong quá trời nhiều ngăn. Các chị mình lấy chiếc này đi, đựng cả thế giới cho em luôn. Mã là 8004. 8004, đựng cả thế giới nha các chị nha. À, chất da thì các chị mình lấy ngay chiếc này giúp em nè ha. Wow, phu là da chất quá, phu là nó rồi. Thẻ của em ở đâu không thấy, cái thẻ mã số của em ở đâu luôn. Đây, đựng điện thoại vô tư nha các chị nha. Mã là ta 7813. 7813 hình như từ rất lâu rồi em mới được gặp với cô chú anh chị trên video như thế này ạ. Một em ví lép không. Trời ơi, không phải ví đâu. Cuốn sổ nè, điện thoại nè, để thẻ đây nè ha.
quá trời nhiều ngăn sổ nè ha, rồi kèm theo cái viết chì luôn, đẹp quá. Rồi giờ em cần tìm mã số đây, mã số sản phẩm đâu em này, các chị mình nên lấy đi, lên giúp em mã là 8422 hoặc là các anh tổng tài á, mình lấy chiếc này mình đi họp, trời ơi, cầm về nó chắc mệt luôn. À, một em màu xanh da trời ha, da rất là chất, độ mới tầm khoảng 75% thôi, bên trong lót và lót vải nè. Ngăn này thì mình sao ta mở ra sao đây, wow, Kitamura da chất quá. Kitamura giúp em mã là 8395, 8395. Ví Kitamura da cực chất luôn. Em này của nói chung là chất da hình vát thôi, không phải da đâu, hình vát Italy, nó nhìn cái logo Italy, bên trong lót và lót da luôn. Lên giúp em mã là 8402, 8402. Một em màu hồng, đựng tiền dài điện thoại gì vô tư nha các chị. Lên giúp em mã là 7999, 7999. À, em này là của Pinky, Pinky ở đầu video em có một chiếc nè, cũng y hệt nhưng mà màu nó khác thôi ha. Chiếc này độ mới cao, trong ngoài đều rất mới, quá trời nhiều ngăn đựng thẻ nè các chị, đựng thẻ, đựng điện thoại, đựng tiền gì đó vô tư hết giúp em. Mã của anh Pinky, Pinky này là 7835 rồi, trời ơi, 350 của em 7835, tại giờ lấy hết tất cả trong cái kho cho nên đó, mình săn được những cái mặt hàng như thế thì mình phải gọi là quá vip. Thơm xanh, thơm xanh hình con voi, độ mới cao nha, hàng hiệu nha các chị nha. Thơm xanh nó có quần áo, nó có ví, nó có túi ha. Mã là 7795, 7795. Hàng lại là hàng. Ôi cầm về đẹp quá, màu xanh. Xanh phối vàng. Em có một em mã cốt. Đây là da rắn luôn nha. Vải kim loại rất là đẹp, mã bộ nhận diện thương hiệu cốt ở đây. Bên trong là lót da. Lên giúp em mã số là 7830, hàng cốt nha. Da ở ngoài nó phải có thêm phần là cái viền này là da rắn luôn. Da rắn, da trăng gì đó. Em này là em Rinoma. Đỏ phối với da nhưng mà bên trong đây nó bị lỗi nè. À, mình bỏ cái găng này. Nói chung là mình vẫn xài vô tư được cái găng này bình thường ha. Rinoma. Rinoma mà giá như thế này 50 ngàn thì các chị mình xài quan hỷ giúp em ha, mà 7810, 7810 Renoma của Pháp nha. Renoma. Một em thành vát, đựng tiền điện thoại vô tư. Rồi bên trong lót là lót vải phối da, mã giúp em là 7468, 7468 giúp em ha. Anh sắp hết cái kho rồi đó. Em có em màu hồng của Miu Miu, độ mới tầm 75%, da rất là chất, quá nhiều ngăn, đựng điện thoại vừa. Lên giúp em mã số là 8361, 8361. Bây giờ em còn một đống quần áo Nhật kìa, em chưa có thời gian để sale cho quý cô chú anh chị luôn á. Rồi còn nhiêu đây nữa là em hết rồi. Justa, thương hiệu này có giày, có túi, có ví. Đó, bên trong, ôi lạ quá. Đựng gì ta, chắc đựng mỹ phẩm đồ được nè. Tiền mỹ phẩm hay là gì đó đều được ha. Màu tím khoai môn nhạt ha. Mã 8347, 8347 giúp em. 8347, 8347. Túi này thì trời đẹp dữ. Hình như cái phần này là phần kim loại thì phải. Không không. Túi này thì không bán, túi này là túi của con em, trời ơi. Nó quá trời tóc không để đây. Không bán. Em Ghost. Wow, hàng của Mỹ nha. Quá trời nhiều chỗ đựng móc khóa nè, hàng của Mỹ bên trong lót da màu nâu sô cô la. Lên giúp em mã là 8365, 8365. 8365 các chị ra mình lấy đi. Hàng thương hiệu của Mỹ nè, đẹp quá, màu nâu sô cô la. Ồ, em này nó nhỏ nè, mình đựng vào trong cái túi khác là quá ok, hoặc để trong quý khác đều được luôn á. Nhưng mà nó lại nhiều ngăn nè ha. Wow, đựng cả gì đó cũng được nhưng mà chắc chắn điện thoại không vừa đâu. Mã là 8378, 8378 giúp em, 8378 nha, nhỏ xíu, 8378. Em này thì hình con chó hả? 83,
84, 83, 84 này em tặng kèm đi. Này gì trời. Thôi tặng kèm này đi, 83, 84. Hai mã này là kể như một mã để em lấy bọc. Rồi. Đó, một mã nha. Một mã số thôi. Hai em này một mã đi. Đựng thẻ, đựng gì đó cũng được nha các chị ha. Vậy hai em này tính ra có 50 ngàn. Mã là 8354. Một mã, hai em này. 8354. 8354, một mã giúp em ha. Tới giờ này thì em sẽ bán, gọi là bán tặng cho các chị ra. Ba em này một mã đi. Đó. Ba em này 50 ngàn. Mã giúp em 7506. 7506, ba em này là 50 ngàn nha. Đó. Dự đi cho nó mau hết. Có ai bán mà bán lỗ như em mà lại bán combo không? Đây, ba em này đi. Đó, tới cuối rồi. Tới cuối. Ba em này 50 ngàn. Đựng gì hết với cô chú anh chị. Mã là 8034. 8034. 8034, hễ thấy sản phẩm này là biết ba em. Về đựng thẻ, đựng tiền, đựng mỹ phẩm gì đó, hay đựng trang sức gì đó. À, em này thì mình da thời trang dập vân cá sấu. Lên giúp em mã là 838380. Này mình để vào trong túi khác ha, 8380. Này mình móc vào trong cái túi hay gì đó. Lên giúp em mã là 7879. Này. Vải ha, 7879. Rồi, hai sản phẩm này cũng đã kết thúc video. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.